Thông báo nhanh số 256 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022 đến 18 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2022, ghi nhận 73 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Trong đó, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 31 ca, trong đó 17 ca trong khu cách ly tập trung, 14 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca phường 1, 2 ca phường Thắng Tam, 2 ca phường 5, 4 ca phường 7, 1 ca phường 9, 3 ca phường Thắng Nhất, 1 ca phường 11. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 11 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung, 10 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca phường Phước Hưng, 1 ca phường Phước Nguyên, 2 ca phường Long Toàn, 4 ca phường Long Hưng, 1 ca phường Kim Dinh, 1 ca xã Tân Hưng. Huyện Châu Đức ghi nhận 5 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung, 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca xã Bầu Chinh, 2 ca xã Suối Nghệ, 1 ca xã Nghĩa Thành. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 4 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung, 3 ca ngoài cộng đồng tại thị trấn Phước Hải. Huyện Long Điền ghi nhận 5 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca xã Phước Tỉnh, 4 ca xã Phước Hưng. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 9 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung, 1 ca đang cách ly tại nhà, 7 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca tại thị trấn Phước Bửu, 5 ca xã Phước Tân, 1 ca xã Hòa Hội. Huyện Côn Đảo ghi nhận 8 ca ngoài cộng đồng, trong đó 6 ca ở khu 6, 2 ca ở khu 8. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 114 ca. Tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến nay là 64%. Số người đang cách ly tập trung tăng mới vào 792, giảm hoàn thành cách ly 638. Sau 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ, nhiều người đi lại, tiếp xúc rất nhiều người từ các tỉnh thành khác nhau, nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Cho nên, khi có ca bệnh sẽ rất khó truy vết. Thậm chí, dịch không bùng phát ngay mà phải có thời gian ủ bệnh xuất hiện. Do đó, Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tuyệt đối không lơ là chủ quan, bám sát tình hình, tăng cường các biện pháp giám sát, truy vết, điều tra xử lý ổ dịch, chủ động quản lý theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị, giảm ca chuyển nặng do COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ban chỉ đạo tỉnh cũng đề nghị người dân tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K để giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Thường xuyên nhắc nhở người thân và những người xung quanh nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch. Khi người dân có nhu cầu, cần được tư vấn về sức khỏe, hỗ trợ, thắc mắc, phản ánh kiến nghị, chia sẻ, tri ân liên quan đến dịch bệnh COVID-19, xin vui lòng liên hệ số điện thoại đường dây nóng 088 8800 247 để được hướng dẫn hỗ trợ kịp thời.